Xin chào anh chị. Bữa nay em tới đây em muốn giới thiệu đến cho anh chị một căn nhà và một mảnh đất. Cái diện tích của cái mảnh đất này á là 3.480 m2 nha anh chị. Hiện tại là đất này đã lên nền cao ráo hết rồi. Em vô em quay xung quanh căn nhà rồi. Rồi em quay mấy miếng đất cho anh chị xem nha. Căn nhà này nó tới hai mặt tiền lên chị, một mặt tiền nhựa đường nhựa 4 m, một cái đường mé hông thì cỡ tầm 1 m ra anh chị. Một chút xíu em quay một con đường nhựa phía sau cho anh chị xem nha. Bây giờ mình vô mình quay sơ sơ căn nhà này. Để em lọt dài ra cái. Em vô quay sơ sơ cái nhà nha. Em quay sơ sơ nhà cái chút xíu em đọc cái địa chỉ nhà này. Rồi cho anh chị nào coi và tham khảo nha. Tới ba con mấy lận. Đây là ra phía sau dài lắm chị. Phía sau chỗ này là mình đi thẳng chút xíu nữa, xa lắm là có một con đường nhựa. Là miếng đất này nó nối liền tới hai con đường đường mặt tiền lận. Xung quanh thấy cô chú ở đây trồng trọt đồ nhiều lắm nè. Nuôi dê nuôi đồ. Bây giờ em ra phía trước em đọc cái địa chỉ của cái lô đất này nha. Ví dụ như cô bán rồi cô để lại hết đồ luôn hay sao? À, còn mấy cái vật dụng trong nhà này là dạ. Rồi bây giờ em lên đây em đọc cái địa chỉ nha. Nhà thì cũng không có gì á anh chị nên mình cũng dễ giải quyết. Anh chị thấy không? Cái địa chỉ để em đọc địa chỉ. Địa chỉ ấp Dòng Cát, xã Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đất này là đất thuộc thị xã nha anh chị. Hiện tại là em thấy cô với chú ở đây có trồng vú sữa nè, trồng mít nè. Trồng nhiều thứ trái cây lắm, trồng xài nữa. Phía sau chuồng dê, trồng chuối đâu nhiều lắm anh chị. Chút xíu con đường đan phía trước nè, hai chỗ này nè. Là mặt tiền của mảnh đất mình luôn á anh chị. Rồi đây, đây bây giờ em cho anh chị coi cái bản vẽ của cái lô đất này. Đây là bản vẽ nè anh chị. Đây là ngay chỗ đây là cái đường nhựa 4 m. Đây là đường nhựa 4 m nè anh chị. Bên hông đây á là con đường đan nè. Đường đan đi dọc theo lô đất mình nè. Đường này la tới lộ lớn nữa nè. Anh chút xíu em quay la lộ lớn em đi rồi xong em quay một con đường lộ lộ nhựa nữa cho anh chị xem nha. Cũng qua đây nè. Là đất của mình. Tới bên đây để em ra ngoài đây. Đây là cái con đường vô đất của mình anh chị, phía trước là con đường nhựa. Em lộn, phía trước là con đường đan. Con đường này ra ra đường lộ nè. Con đường này là đường lộ nè anh chị. Đường này là đường đường lộ lớn nè. Ra đường lộ lớn em chỉ phía trước nè. Còn con đường này thì đi ra phía sau cái lô đất cái mặt tiền phía sau của mình. Đặc biệt cái lô đất này là đất lúa nha anh chị. Thì hiện trên sổ đất lúa. Đây là cái diện tích nè. 3.480 m2. Với trên đây 89 m nữa. Là
3.000 mấy, 3.500 mấy anh chị. Đây là 3.500 mấy á. À, chiên trồng lúa nước. Hình thức sử dụng riêng nha anh chị. À, đặc biệt không có vướng mắc gì hết. Rồi bây giờ em quay sơ sơ mấy hông nhà cho mình xem cái nha. Để em đi xuống tới đây một cái. Chút xíu em ra con đường nhựa nữa. Đang đường nhựa phía sau nữa, mặt tiền phía sau anh chị. Đất này là đất thị xã nha anh chị. Đất thị xã Gò Công. Thì tương lai sau này á, tương lai sau này có thể lên thành phố thì anh chị có thể đầu tư về làm nhà vườn. Ở ngoài sau có cái đìa nè anh chị. Đất này dài là phía sau luôn. Ở phía sau có con đường nhựa phía sau nữa. Chút xíu em chạy vòng xe ra phía sau con đường nhựa phía sau nữa cho anh chị xem nha. Cái ranh giới đất của mình nè. Đây nè, cột mốc nè. Nó dài qua tới bên kia. Đó, dài qua tới bên kia luôn. Rồi xong cái đường của mình á, đi ra đường lộ. Đó, đi ra tới đường nhựa phía trước. Chị thấy không? Đường nhựa phía trước đó, đường nhựa 4 mét hồi nãy em quay đó. Giờ em đi vô cái góc này, em quay anh chị coi rõ miếng đất nha. Đất trong đây có ao nè anh chị. Ao ở đây cô chú đang... Cô chú... Cái này mình đang trồng gì hả chú? Đậu rồng hả? À đậu rồng. Ở mấy bên hông có đường đi nè anh chị. Cái đường đi này thông qua cái đường đi hồi nãy á. Thông qua cái đường đi mấy hông á anh chị. Nè. Rồi đây nè, chú đang trồng đậu rồng. Rồi đi chú, đi. Đất rộng lắm anh chị. Nãy em coi trong sổ em coi lộn là tới 3.500 mét vuông, 500 mấy lần. Ở bên đây là nhà người ta anh chị. Ở bên đây là đi thông vô đất của mình luôn. Nè. Đi theo phéo. Dạ. Đó, mé bên đây là đất của mình nha anh chị. Bên đây đất của mình luôn. Đất còn rộng lắm anh chị ơi. Đất này anh chị ở trên thành phố về quê mà làm nhà vườn, mảnh đất này em thấy ok luôn. Đó phía trước là con đường đan hồi nãy em ra tới đó. Rồi bắt đầu mình đi. Khúc này bề ngang chắc cả hai mấy mét hả chú? Tại em quay chúng bữa nay trời nó mưa nên đường ở chỗ này nó có một khúc hơi sình anh chị. Tới đây là tới đường đan rồi nè, tới đường đan đây nè, tới cái đìa hồi nãy nè. Đó giờ là thông là tới nhà nè. Rồi anh chị, em tới cái mặt tiền phía sau nè anh chị. Cái mặt tiền phía sau thì con đường nhựa này là con đường nhựa 4 mét. À, cái đường này là xe tải 3-4 tấn vô được hả chú? Đường này xe tải 3-4 tấn vô là thoải mái luôn hả? À, đây nè anh chị, đây là con cái bờ nè, cái bờ 4 mét vô đất của mình nè. Đi thẳng ra phía sau luôn. Sau cái đám hàng xô đũa phía sau đó là đất của mình đó anh chị. Đó đi vô, bây giờ em đi vô em quay cho anh chị xem nha. À, nối liền với cái đường lộ này luôn á. Cái đường lộ hồi nãy, cái đường lộ hồi nãy đường đan 3 mét. Cái đường phía sau này là 4 mét đường nhựa.
Là có nghĩa là mảnh đất này á, là hai mặt tiền. Mảnh đất này tổng cộng là hồi nãy em coi kỹ lại là 3,5 công mấy anh chị, 3 công mấy á, 3.500 mấy chục mét vuông á. Thì em đi vô nha, vô tới về sau luôn nè anh chị. Về anh chị làm nhà vườn á thì anh chị có thể đi đường này nè, xe ô tô vô tới chỗ luôn. Anh chị có thể làm con đường đó phía sau, là đường đó đường phía sau, đường hậu phía sau cũng được. Anh chị làm một con đường chạy dài vô tới trong luôn. Mình đặt phía sau này chú đang trồng cỏ. Đây. Đi vô xa quá. Rồi tới phía sau luôn á anh chị. Để em zoom gần lại cho anh chị xem nha. Đó, cái nhà phía sau này em đang quay đó. Cái nhà trắng trắng nè. Đây. Cái nhà trắng trắng này anh chị nè, nãy em đang quay đó. Nãy em quay rồi đó. Zoom gần chút xíu nữa nè. Đó là anh chị có thể làm con đường này, con đường này anh chị chạy xe hơi vô tới chỗ luôn. Ở đây cách thành phố Hồ Chí Minh 60 cây số. Đất này đất trung tâm thị xã Gò Công nha anh chị. Nè anh chị có coi sổ em đọc cái địa chỉ rồi đó. Cái này là lên gò là cao ráo hết rồi. Anh chị về chỉ mở đường đi vô thôi. Chủ kêu mảnh đất này là 5 tỷ 500 triệu còn thương lượng nha anh chị. Trạm đi đang đang đi ra đường lớn nè. Anh chị nào có cần nhà vườn thì cái liên hệ ngay số điện thoại 0901022149. Đất này cách thành phố Hồ Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh tầm 60 cây số, thành phố Mỹ Tho là cả tầm 25-30 cây nha anh chị. Mảnh đất này thông nhiều nhiều ngã luôn nè. Này thông lên Gò Công Tây nè anh chị, Gò Công Tây Mỹ Tho chợ gạo. Còn bên đây thì ra trường học Long Hòa cỡ tầm 100 m là tới trường học Long Hòa rồi, tới thị xã Gò Công. Mảnh đất này giáp ranh với phường 5 nha anh chị. Con đường này ra tỉnh lộ 873B luôn đó, nên em chỉ hướng dẫn anh chị nào mà không hiểu cái gì đó cứ liên hệ ngay số điện thoại của em. Một chút xíu em để cái điện thoại lên màn hình đó. Anh chị nào cần thì cứ điện ngay số điện thoại của em, gặp trực tiếp ngay chủ thương lượng giá nha. Rồi đến đây em xin kết thúc cái video nha anh chị.